Từ nha, từ từ nha, FIFA 4. Coi anh em mà thân hay không á ha, anh em mà có thân hay không á là quan trọng ở lúc này. 200 thôi, rồi ok chốt 200 cho em trai. Đến từ em đến từ đâu vậy nước Nam? Em đến từ đâu vậy? Thôi gì ngu ti si. Thôi để tôi. Đó, anh em xương máu, em quý anh Khoa lắm. Nói chứ để tôi anh em ơi. Để xem mở ra hên hên không. Ví dụ mà vui vui thì hai dòng sự kiện. Còn ví dụ mà không vui xem anh em như thế nào. Vui hai dòng sự kiện, còn thấy không vui thì một vòng thôi. Có gì đâu. Lên cái 500 DE. Dạ có không anh đó chứ, anh làm em vui quá nhờ, thề thứ bảy nó bùng nổ luôn ấy chứ nhờ. Đừng làm em vui anh trai, anh tự nhiên anh nó đâu ra, anh xuất hiện đâu ra nhờ. Em thề anh là trên những người là chơi FIFA online 2 đời đầu đúng không, mà bây giờ anh có vợ có con có công việc rồi, anh không thể nào anh chơi như ngày xưa nữa, nên là anh donate cho em để em chơi cho anh xem đúng không anh trai. Rồi chốt đơn 5 xị cho anh em. Anh trai đến từ đâu tôi không biết luôn. Uy tín error đó. Dạ em cảm ơn anh nè, tí nữa mà mở em mở ra thằng nào mà đưng nha, anh bảo em bán cho anh luôn nha. Nếu mà anh có chơi FIFA anh đưng một cái là em bán cho anh luôn. Tuyệt vời ông mặt trời đó chứ, bao nhiêu cũng được, 10.000 em cũng nhận, mà không to em vẫn vui, không to em vẫn nạp tiền của em vô em chơi cho mọi người xem. Có gì đâu ha. Đúng không em? Mình ăn rồi mình ăn bát cháo mình phải cho em mình miếng rau. Đúng không? Thằng mình uống miếng nước mình phải cho thằng em mình uống miếng nước chứ, đừng sao mà để nó khát nước được, đúng không? Đúng không em? Rồi 200 đâu? À không được nóng, không được nóng. Tùy duyên tùy tâm. Không được nóng Khoa. Không được nóng em. Để cái 500 nữa. Ôi anh ơi, em đang định trốn. Hồi nãy em lỡ mời, em hứa em chơi vòng thứ hai. Bây giờ anh thêm 500 nữa em chơi vòng nữa chết luôn á anh trai. Thôi, giờ anh biết chết luôn ha. Tí nữa có bà nào có tên gì đó phải vô donate hỏi rồi, tự nhiên có ông chồng gì tiêu mấy triệu gì đó là chết em luôn á anh trai. Nên là mình tùy tâm nha anh trai. 4-500 đi anh. Này mình tùy tâm của anh nha anh. Nha, tùy tâm của anh đó. Gì vậy ta? Gì anh bảo anh chơi bây giờ nha. Tôi kiểu gì tôi cũng chơi vòng thứ hai rồi. Anh trai anh gửi cho em cái địa chỉ qua Gmail nha. Em còn mấy cái thiệp mà lì xì của FIFA Tết gửi cho em mà em chưa sử dụng. Em thôi, anh gửi cho anh. IU. Anh gửi cho anh nha. Có Tết năm nay anh để tiền cho em lì xì lại cho 200 em. 200 KDA. Nhiều quá, thề anh ngại á. Thứ bảy quá bùng nổ. Nhiều kiểu nhiều quá nó bị ngại á. Thôi lần cuối nha, tôi nhận lần cuối nha. Anh em biết sao Khoa ngại không? Bây giờ á, cái thời điểm này á, là năm nay đó là suy thoái kinh tế, kiếm tiền rất là khó khăn. Đúng không anh em? Về để qua đẹp. Rồi ông của anh trai chia cho thằng em miếng, thằng em của em miếng cũng được anh ạ. À. Nó cũng đang chơi sự kiện hay sao đó. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn anh Quyên nha, cảm ơn anh. Rồi à ơi. Rồi á.这么多年的兄弟，有谁比我更了解你 ？QRTRCD thì nói chung là không được anh ạ. Mình là nghệ sĩ đúng không? Mình phải hát xong rồi mình lấy tiền sao cũng được. Mình hát xong đó anh. Dạ cảm ơn rất nhiều. Trời ơi này, quá cho chuyển qua tôi làm ca sĩ luôn á chứ nhờ. Nói chung mình hát xong mình lấy tiền cho nó tươi ra đây. Chứ chưa hát gì trơn mà lấy tiền trước là chết luôn á chứ. À uống miếng nước lấy giọng nha. À, nói cho em hát một chục bài tặng anh luôn. Nhưng mà để em chơi sự kiện xong em sẽ hát chục bài tặng anh á. Miệng nói nhưng mà tay vẫn bú á. Hình như rồi, trời ơi là trời anh ơi. Gì đâu anh. Thế mà anh không có web fan ở trên kênh của em hơi buồn á nha anh trai. Em nhìn cái nick mới tinh đó chứ. Anh Lê Gích. Quá lê gích rồi, anh 10 điểm luôn á chứ. Từ em có điện thoại mọi người ơi. Từ để Khoa tắt nhạc, Khoa nghe điện thoại đó.
Alo. Nghe em cái gì ấy? À, chơi sự kiện ấy mà. Là không được chơi á. Em mà tuổi gì cam tôi ấy nhừ. Em đợi tí đi, tôi live stream xong rồi tôi xuống tôi tới công chuyện với em luôn á chứ. Nhớ, nói ít thôi. Nhớ. Tại vậy đó, diễn lọ. Từ từ nha, để em băm thêm 5 triệu nữa hả? Quá hai dòng sự kiện này chắc có đập bô cô luôn, cũng 8 luôn, hôm nay tôi cho mong cháy luôn á chứ nha. Nhưng mà cay lắm mấy ông. Ủa? Ê, có người quét cho... Có người quét cho tôi luôn rồi kìa. Sao tôi thanh toán không được, cảm ơn Thành Nhân. Đâu, anh Lâm Đình Khoa với cậu Lãnh anh quét cái chứ, làm gì có ai. Làm gì có ai anh em, anh Lâm Đình Khoa với cậu Lãnh anh quét cho đó. Bú quá trong hỏi. Má anh em tin như sáo vậy nhờ. Anh em tin như sáo vậy nhờ. Anh Lâm Đình Khoa với cậu Lãnh anh vừa quét cho đó. Anh Đông Sơn, nếu em chơi hai vòng gì dữ dội vậy? Mà tao chơi hai vòng thật mà. Ủa, em khô máu vậy, lâu lắm không chơi hai vòng rồi. Ừ, anh chơi hai vòng thật mà, uy tín, tạo nên thương hiệu. Chơi hai vòng đi, có đéo gì đâu. Ui, cảm ơn anh Sơn nhá, cảm ơn anh Sơn nhiều, thank you anh Sơn. Rồi để em xem anh Khoa chơi hai vòng đã anh ạ, tự thừa mất. Ủng hộ anh em kèo hai vòng dấu bé ba. Tao hai vòng thật mà tao đùa với mày làm gì đép đây nè, mày nhìn cái... Mày nhìn cái là mày hiểu liền à, được chưa? Bây giờ thì gói ABS 100 thằng nào chỉ số cao bố, được chưa? Ok, chơi luôn. Let's go. Gói này trước luôn đi. Gói này hỏi nhạc, gói ba cái gói rau dưa. Tí ra Rudiger lại bú, tí ra Rudiger lại bú bro. Rudiger nào? Mẹ mà đá vét. Đá vét. Chỉ số 111 cũng được, phôi ngon. Rồi, mở mùa kênh chat F3 99. Đâu sao nào? Gói gói mẹ MC. Đi chứ nhờ. Mẹ mày gói MC đi. Ui, cho nó nhanh. Xuống miệng gói này luôn mà. Mẹ cũng khỏe vậy. Gói MC. Ronaldo. Ôi nó nha. Gazil. Ui. Fabinho à? Fabinho à? Lỡm. Fabinho. Fabinho 113. Fabinho chứ. Vã cả lìn thật. Mà ớt tê là ra Ronaldo béo rồi. Cảm ơn xin, cảm ơn em. Ui nhà to nhà to. Có hai UCL. Hai UCL không có đây. Ui không có đây mới nha, không có đây mới. Cầu thủ đang ngon đấy. Đây là những cầu thủ, những cầu thủ nào vào vòng trong mà được tăng chỉ số. Ui đấy, nếu mà bây giờ thằng Grep này nó phải lên 120 anh ạ, hàng hiếm đấy. Nếu mà bây giờ vô địch, em có từng like rồi đó chứ. Bayern Munich vô địch được mà. Thấy không có từng nay rồi đấy. Thằng nào đi hat trick nữa chẳng hạn. Ôi Toni cả trống. Ngon. Nhưng mà Toni cả rút đếm ra sân. Real năm nay thể nào cũng vô địch lại thôi, tin em. Son giữ thằng đó được. Hỏi gói này đúng luôn. Đúng hai cả luôn. Tạm tạm. Trời ơi, đây đi em xem. LeBron James. Mở gói này luôn đi, ngon, tí làm phôi luôn, mở hết. Năm này Baboli. Napoli nào? Ui giời ơi. Cũng được. Phôi ngon, phôi ngon. Mở hết tí tao đập. Mà bắt cầm lên 6 luôn. Không, mấy thằng này. Mấy này mở nhạc gì anh em, phải có 9 cơ. Chết rồi anh Quyền ơi. Có 9 mới mở nhạc anh em à. Mấy gói này không cần mở nhạc. Mấy gói gầu dừa. Mấy gói gầu dừa. Ui giời ơi. Kênh mẹ mà đen, từ từ nha. Mới nhất Hoàng nhận. Quyền như thể vua chúa. Từ từ. Thế rồi mẹ em bảo không được anh Quyền ạ. Hai gói này, mở hết hai gói luôn. Đéo nó nhiều. Đéo nó nhiều. Gì đây? Fabinho. Ui lại Fabinho. Lucas. Hôm nay anh mắn với người Brazil đấy. Được của đó, hôm nay anh mắn với người Brazil đấy. Mẹ đéo thích nè, Liverpool cứ mở hàng cái Liverpool nhờ. Ui, nhạc lên đấy rồi, bỏ giận đây. Ui, bù lít là ngon nè. Ngon hả chứ? Má gù lít chỉ số 93.
Ao ra vào lại còn nhạc, còn quà có không mấy cha? Đâu, nhận hết rồi mà. Không, hình như nó bị lắc em ơi, nó bảo là à, sao? Mua vật phẩm kìa, mua vật phẩm có kìa. Còn sao kìa, à hết rồi. Ghi bên đây mà Ronaldo. Real Madrid, Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. Lucas Vázquez ngon. Ăn bạch quy đó cậu ạ. Ui, gói cộng đến 13 gói. Mà phôi to quá cả liền thề. Ui, ai cần tháng 1 và tháng 3 không 23 kìa. Ui, ui, tí mà anh ra con Fabian không bán cho em nhá. Hà Lân, dễ như mày từ Germany. À một ra Marino. Ui, cái Marino kìa. Woohoo. Marino. Ui, không, ra Rudiger là đẹp. À vậy, Rubén đi. Ui dồi ôi, bắt được người bồ đáng nha này. Được. Ông bồ đáng nha, nhưng mà ông có respect. Ông có respect anh mày. Tôi sẽ không respect. Tao nghe mấy cái báo liều bảo. Ui dồi ôi, trời ơi. Ôi. Anh của Ronaldo này. Grimaldo. Grimaldo. Ông này anh ruột của Ronaldo mày. Anh ruột của Ronaldo nhưng mà em có Ấn Độ. Đúc, 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 đúc. Gói LN, gói LN đâu ta, gói LN cũng 5. Lỡ lên! Hà Linh! Không phải! Cái này là Brazil! Brazil! Ba! Ôi! Nhầm ơi! Thằng nào đấy? Lico! Còn mà em... Còn mà em... Philip Lam! Ha cả linh! Nhầm nhầm nhầm! Đức! Đức! Bắt cái shit! Yeah! Đâu vậy? Đà thông. Đây là nào? Ông này hình như là người của Arsenal à? Cậu đi ông nào chứ nhỉ? Thằng này là thằng nào vậy? Mẹ ạ. Phải cà mèo. Ui, đây gói ngon này, gói ngon này. Không lọc luôn. Từ à, Juve à? Thế cùng đội banh bạch. Xong Messi nữa đó không? Ủa không, có này em mở ra Pele đấy anh ạ. Cái gói này ngon lắm. Huyền Ủa, Pele mở ra 110 là đẹp luôn đấy. Thế nào anh ra 110, ủa 3 gói này cơ mà. 3 gói này cơ mà. Ừ, Brazil. Ui dồi ôi. Còn đâu nha, không được. Mẹ à, có Luis Figo là ngon. Ừ ca. Ừ. Còn mà mở nhạc Messi ra bên kê bắt xa. Anh này cứ đá MU à em. Ui, đi quên cái sao đá tiền đạo sao, tôi nhớ thấy không mà. Đá phá lắm. Ui. Ui giời ơi. Tần tượng của em ngày xưa đấy. Casillas, Man, Iker, Casillas. Ơ, đi quên ngày xưa đá tiền đạo mà. Hồi đá tập cơ, có. Cái ông lên mạng search đi. Ui, ui, ui. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Beckham. Ừ. Ui. Ai vậy? Ui dồi, cũng được, Closer. À, biểu thật. Không ra Xabi Alonso nhỉ? Ở thử xem có ai bán Xabi Alonso chưa? Closer. Gói này đi, mở mẹ em hai gói, không có câu thời gian của anh em. Mẹ em đéo có nhỉ, ông làm nhà tôi được. Xabi! 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 Búi chứ, mắc không, thực ra là 96 cộng 8 là ngon rồi. Thế là ngon rồi. Còn bạn ta mở nhạc Gazin, nó đéo ra nhạc Gazin nha. Ông anh mở nhạc đúng quốc tịch. Nói quá. À, sáng rồi 100 bông treo à? Hát đổi tên. Này nào đô đô bài lan. Bài lan. Ủa, bài này hơi hay luôn. Cô quốc ra. Nó bài lan. Được, bà là bài gì nhỉ? Bài là Neymar phỏng. Neymar phỏng đúng không? Paradono bài lọc. Look out! Uvolo, yes! Bắt ngon hay sao mà? Ủa, 117, phôi này, phôi ngon. Con mẹ, mày ngon nhá! Phôi ngon! Phôi ngon mà. Dạ, phôi ngon mà. Paradono bài lọc. Dẫn ngon, dẫn ngon. Được, tí cho em. À đâu, anh có phải đập nhỉ? Không bảo em để em đập ASEAN lên cộng này. Đồ 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 ba là đồ 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 ba là anh có chi định lô đít à?
À, lúa thật 103 cộng 15 này được rồi. Anh có 2 con phôi, bây giờ anh có dùng con nào đâu. Tự nhiên được thêm 1 triệu. Ủa? Chưa mở nữa. Cái gì em? Nãy mình chơi là gói em hết với lại gói em mà. Em biết đây, cái này nè, cái này nè. Em làm thế. Hai gói này nè. Em bố định. Ôi kìa. Mở ra 2 con Lurid là Lurid tiếp à. Này em ơi, em nám thế à. Lurid tiếp luôn này. Ui. Bố nè. Mẹ ấy ớt tê là bố rồi. Bơ biển Nga chứ. Ai vậy? Đông ba. Trời ơi. Thì vẫn đây phải cờ biểu bên Nga không nhỉ? Có lẽ mà. Old Man là người Đức mà. À người Pháp mà. Có lẽ mà. Ủa? Rồi hai con chính đức này. Đức còn biểu Nga đúng không? À Ireland à? Rồi, rồi. Vô gói này trước luôn. Coi chỉ số ngon nha. Anh biết nó sẽ bị cha. Uầy, mà mở vào rai cạc rồi lướt Google là đen vãi quá. Google cũng được. What the fuck? Google đâu? Đâu là Google? Đâu là Google? Đâu là Google? Đâu là Google? Con mẹ mày chỉ số thấp nhất luôn à. 108 này thì thầy đi mỗi gói icon luôn à. Lạ đẹp luôn. Không gà canh tê được. Ôi anh cứ đợi đi. Gà canh tê tôi nghỉ game. Tôi nghĩ là tầm 115 là cùng. A lê a lê a lê a lê. Mà thằng vô nghe coi. Xoay 7 cũng khỏe đấy chứ. Siêu. Xoay 7 cũng ngon đấy chứ. Không đâu. Qua chả mở ra gì cả. Ê bố ơi. Mà ông Hoàng cờ ca hạ quá. Con mè mà sao xuất hiện trong cuộc đời tao vậy thằng Noi ơi. Chửi thầy mắng bạn. Chưa chắc đã giòn đâu. Giòn mạnh như chứ anh. Giòn mạnh như chứ anh. Chưa chắc đã giòn đâu. Lúc nắm lớp nào. Chờ đi. Chưa chắc đã giòn đâu. Có này ra tầm 104 là đẹp à. Chưa chắc đã giòn đâu. 115. Nhìn đây này, nhìn đây này. 116 cho nó tất khẩu. 116 cho nó tất khẩu má. Hả? 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 Gì đi? Đi. 116 nó tức học máu chơi. Ủa nha. Con mày à mày. Mày yêu mình. 118. Ai đấy rồi. 118 về. Vẫn muốn nằm lốp. 118 về tiền nha. Ờ cái sao nó khuê tiền anh 117 mà. Con mẹ mà 2 lần rồi thằng mình mẫu thú môn cho anh em mà cay thế nhờ. Mẹ tao tao thú môn thế nhờ. Mẹ đéo có gói nào ngon ngon nhờ. Áo. Ờ anh 7 đâu rồi nhờ. Quá mẹ rồi. Anh 7 bóng đâu rồi ta. Pizaka, ô nhiều cộng 6 thế. Xin lỗi anh 7 ha. Mặc dù là fan, mặc dù là fan của anh thật là anh 7. Ôi sao, bẻ phôi rồi. Vắt kiệt sức anh 7. Ronaldo. Con này đắt quá. Con đắt quá đồng chí ơi. Xịt là đúng nha anh em. Mọi khùng khéo lên á, thật ra á. Tôi làm cái nghề này nhưng mà tôi giờ tôi mới nói cho anh em nghe anh em hiểu luôn. Mình mồi á, để làm chi, câu giờ. Tạo content. Chứ mà mấy hôm mà tôi upstream tôi vô tôi búp đập phát lên luôn à. Nè cái này là 90% mà xịt. 90% là xịt là ngon. Xịt đi. Xịt. Sâu. Ơ kìa đéo xịt. Đéo xịt nó mới ác chứ. À khoa là khoa không có thích câu giờ. Vào là vào thẳng vấn đề. Vào là vào thẳng vấn đề. Một nhát. Hai nhát.
Không có vào thẳng vấn đề. 3. Năm. Anh Khoa ơi, em mồi 7 con, xịt cả 7 thì bây giờ tính sao anh? Xin mồi từ lời chuyện xoay chỉ sao? Con mẹ mày con bắt khăm mà nó khó thật đấy chứ. Đập đi, đập đi, đập đi. Má em muộn đây. Em vừa mồi 7 con xịt cả 7 luôn này. Nhạc tình thình tàng như tàng như điệu thuốc là chỉ một hơi khéo chia tay thành mày. Em biết rồi. Vì sao tôi là gay? Bài này hay nè. Cho đến hai hôm sau nghe tin em lấy chồng. 7 nhịp nhá. 7 cộng 1 là 1. 6 cộng 1 chứ. 2. Quá buồn. Không bao giờ chơi FIFA nữa. Anh đập xịt có gì anh? Xong bây giờ mình ướm lại. Bắt khăm lên 6. Trời ơi. Mà lại bắt đầu nó câu giờ không, á. Không, 7 nhịp. Sao lại câu giờ? Kìa nó phải đúng công thức. Ngày xưa em cứ đập vội không lên được. 6. Mất cầu, thấy mất cầu rồi anh em ạ. Thu. Ai hả? Con mẹ. Đẹp ơi. Đẹp. Đâu, con này anh đọc con gì vậy? Cha Bun Kun 106. Đây, nốt con này rồi. Nốt con này là con nó lên nó chứ con này mặt trông giống lên lắm. Thôi, lên sao được. Lên chắc. Ủa kìa, ngon kìa. Vô nè. Vô kèo. Ly cha hả? Ôi, con này mà lên 8 thì phải liền anh ơi. Thì anh mà lên em gọi anh bằng búa luôn nè em thì. Em gọi anh bằng búa. Búa quang luôn. Anh mà lên em gọi anh bằng là ông cố nội luôn. Chắc chắn okay luôn rồi. Anh có tinh thần. Hai hủy 8 đập nè. Hai anh hủy 8 lên, đập. Anh mà lên em gọi bằng cũ. Không bao giờ lên luôn. Bình tĩnh em. Nhìn phát biết rồi. Có em ở đây lên thế nào được anh. Hai hủy này. Đúng rồi. Đấy bọn em mở 5 con GK anh ạ. Đen phát. Bam chứ. Đấy bỏ anh em. Trời ơi. Kích run icon cộng 5 rồi. 1. Vô. Cha luôn con. Xin. Hãy đi không đi không đi không đi đừng nghe. Chơi đi anh. Chơi anh, chơi anh, chơi. Ông xong. Làm ai đang này. Hãy đi không đi không đi không đi đừng nghe. Đây rồi, bóng bóng 39 tỷ. Ui. Giờ đi anh em bể mồ rồi. Ui lại còn cho ba Resi vào thế kia. Không biết rằng là con Asian được không ạ? Không biết rằng là hai con này hơi kỳ quá. Anh con nãy con kia xịt rồi, em nghĩ con này lên. Con này không chính là bù con SH nha. Đúng. Trông con này hay lắm. Cái nào giấy. Không, để em bật nhạc cho anh, để em bật nhạc cho anh. Bù SH mạnh, không có nhiều. Anh nghe em nhá, bao giờ bảo đập giờ anh đập này anh qua ơi. Con này có ông đập cộng 10. Ok. Em cho em. Em hiểm sẵn cho anh rồi. Và em bảo đập phát là anh gần luôn nhá. Tin em. Ok. Em đập có thể xui mà em hiểm là chuẩn luôn à. Lan. Đúng nhịp. Bố. Chưa anh ơi, chưa. Em đang cảm nhận được nó. Mày đợi nhạc đúng không? Không anh. Sắp được rồi, sắp tới rồi. Tới chưa? Chưa anh ạ. Tầm 5 giây nữa. 5-10 giây nữa. Ủa anh cứ mồi đi đấy. Bố. 3. Đây chuẩn bị này, từ. Chuẩn bị ra tín hiệu của nhà đàn này. Bố. Rồi, tuyệt vời, lên. Lên cộng 1 nào. 5 giây này. Ui, từ nè. Bố 3 lên cộng 9 cho em nha anh Quang. Lát kìa. Chuẩn bị đây. Đập anh Quang, đập luôn. Ui. Sao về cộng 7 cơ? Tay bên ta còn là gì? Ta còn là gì? Khóc cho sầu vơi.
không đi đường ngày cuối. 2 giờ trước nè, đây 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 đây. Cũng bỏ cả tên là vui chúng mình. 4.000 tỷ ạ, vãi cả cứt. Cầm lên nhờ. Lên là anh em, anh Khao bọn em cầm nhau nhá. Bọn cầm là market hả? 4.000 tỷ mà không mời nữa nhờ. Số may mắn số 10 nè, bạn đập cho tôi 10 nhịp. Rồi. Bạn luôn. Có màu, màu là có màu bạc nè, màu may mắn. 10 nhịp. Mình qua, mình rất tập trung là mình không tin tay rồi. Bố sao quá? Anh em mình đến. Chính rồi, chính rồi, chính. Chính rồi, 10 là 10 nè, 10 nè, 10. 10, 10. Đấy đấy, Bảo Nhi kêu gờ, may mắn. Sút. Ok. Anh em sút. Mẹ nhảy qua luôn, số 11 rồi. Ôi em đập không có nào lên nữa nhỉ? Ai thế nhỉ? Mọi người à, dừng lại là thất lại, hãy tìm một con nữa. Bắt cầm một cáp đó bán không anh? Treo là có người bán hả? Cáp cộng 8 á. Con này ngon vẽ bìu luôn. Ui, thì bây giờ mà có Sabi Alonso nó đội đẹp luôn. Sabi Alonso bao nhiêu lương ta? Dừng lại, dừng lại. 45 vừa đẹp luôn. Dừng lại là thất bại. Dừng lại là đèn đỏ. Dừng bớt đèn đỏ. Đâu, 22 đâu? Dừng lại. Nói cho chú Hoa biết, dừng lại là thất bại. Dừng lại là Bảo Nhi. Dừng lại. Dừng lại đi. Mơ đã đừng. Làm trận bao 3 2 đi. Đâu 2 2 vào đi.